Holmes, Yuri, Alamaz, Rogan, Alamaz, Lorigan, Alamaz, Alamaz, Oklahoma. Vâng, trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ tư ở trong xe đấu thứ tư. Kata đến từ game thủ Gunny. Hồng Anh là người Gamia. Bên kia AC Minwan thì phải xúc được. Cố gắng hấp diệm chết một nhà trước, sau đó thì chơi nhà còn lại sau. IA đến từ game thủ Hồng Anh và có lẽ chúng ta đến tiếp tục với màn hình máy game thủ Gunny. Vâng, tiếp tục cùng quay trở lại màn hình máy của thủ ăn đi. Một bài hiêu có một đàn tương đối to, đôi voi khá gần với bầy hiêu. Bây giờ thì sút về dần dần thôi, từng ít và từng ít một, rất nhẹ nhàng ở những con hiêu. Một con đã bay vào sát tường, không ảnh hưởng gì quá nhiều. Chỗ này về và sau đó thì nông dân ở đây tìm ra bãi quả phù nữa là đẹp. Bây giờ thì đến màn hình máy của Hồng Anh xem thì như nào. IA mất tụ. Rất may là tình huống vừa rồi, rất may. Hồng Anh đang rất cố gắng đẩy đàn hiêu này ra. Đàn hiêu rất rừng, rất khó chịu. Bây giờ thì tiếp tục sang với Gunny. Gunny có vẻ tươi hơn Hồng Anh những thời điểm đầu. Hồng Anh thì bây giờ thêm một bãi quả nữa, bài 22/28 và bây giờ tiếp tục đến với lại Gunny. Vâng, con voi thứ hai đang về, rất may né được sư tử trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì tiếp tục đi dò thêm ra bãi quả phụ nữa, gặp nhà một rồi thì phải gặp he he cánh bên này. Rồi kích đời 25 nông dân ở đầu tám, một bãi quả rất xa nhưng Gunny vẫn kéo nông dân lên và thi triển ở bãi quả này, đóng lờ cao và sau đó thì chơi chết luôn. Hy vọng là như vậy. Bây giờ hôm nay cùng xem màn hình máy Hồng Anh, thêm một bầy hiệu cộng đôi vòi nữa, một bài khỏe đến từ đối thủ Hồng Anh. Vâng, 25/28 và bây giờ thì gắt đi. Thêm một cơ số những đồ ăn nữa dành cho đối thủ gắt đi trong tình huống này.
Rồi, kích rồi. Và bây giờ thì tiếp tục đến với Hồng Anh. Dần dần rất khéo là yếu thủ Hồng Anh trong tình huống này. Hai em và đội hình của em đã là kín rồi. Hồng Anh cũng trong, hai người cùng trong, chết nhà đánh chém. Và sau đó quay sang nhà đánh cung hấp trên sau. Đây là Gandhi. Thêm một bãi quả nữa ở phía trên. Và bây giờ tiếp tục đến với Hồng Anh thôi. Khung khủng khủng. Vâng, khung khủng khủng. Hai giò lại đối đưa nhau sang nhà Minoan. Đây rồi, rất nhiều đồng dân của Minoan. Minoan cũng đã lên xong. Đến 3 xong. Chọc chết chỗ này. Vài rất kín. Ninja 2L bắt đều. Chắc chắn là như vậy. Tụt hốc. Có cụ thể của AC rất khó chịu. Bây giờ thì Oba, Gandhi cũng là người Oba, đây là màn hình đánh thủ Gandhi. 29 và đã có bánh xe. Nhưng đúng khoảng. Bây giờ thì ra Oba và chờ con Kaza thôi. Bài làm cái hốc này của cái thủ Van Lớp rồi. Van Lớp có lẽ là yếu. Chuẩn bị giã. Nổ luôn. Lao ra. Bên trong đá bung, hốc là bung cả nhà chính. Cái này là khả năng chết. Cái này khả năng chết cao. Rồi. Vẫn vẩy được cái em. Khó chịu. Đã chết rất nhiều dần của thủ Van Lớp rồi. Hơi đen cho con trai vừa rồi. Không ảnh hưởng quá nhiều. Bây giờ vẫn đang lao vào. Về ví dụ. Ở phía trong không có lực. Van Lớp không có lực. Bây giờ mình muốn ăn đi tiếp. Đã sắp lại 37. Rất to. Ở ngoài đi cung. Và sau là gà chơi với là gà đối bạn, còn ở trong thì Hồng Anh vẫn đang chơi. Đây là màn hình máy của thủ Hồng Anh. Rất tốt. Hai là vẫn đang chảy rất đều ở phía trong. Đang cố gắng cho nông dân lên chặt luôn từ gỗ. Không phải mình chiếm quá tồn. Đang giữ bằng được con ca này. Giữ con ca này. Rồi, ổn rồi. Ổn rồi. Vào rồi kìa. Không có đi về em. Đây là hình máy của đội Gandhi. 36. Và cùng là giá đầu chết đến đấy. Và đây là hình máy của đội Hồng Anh. 31. Sóc đây là 1k. 2L 1k.
rất cố, rất cố gắng. Nổ hay không? Khả năng vẫn nổ cái be, để ý cái be, để ý cái be. Dân cầu chương trình sẽ chết rất nhiều dân trong tuần này. Sọc rất đều. Thalai 35, hai người vẫn Thalai rất to. Bên kia he he tất tay đồ để cho con he he tất tay đồ để cho đối thủ Van Lớp thôi, để cho Van Lớp có thể sóc quân để sửa nhà. 36-4 đến là Thalai hôm nay. Chốt e bãi gỗ vào Hồng Anh. Hồng Anh bãi gỗ. Rất tốt, bãi vàng của Hồng Anh cũng hở rồi. Bãi gỗ bãi vàng thì vào trong rồi, 2k giá sẽ nổ, cứng cũng sẽ nổ. Nổ luôn, chưa nổ. Chắc chắn sẽ nổ cho tôi này, 2k giá cơ mà. Rồi. Lùi lại, 3k giá là cực kỳ nhanh. Rồi vã, vã, vã. Rất hay đến từ cái thủ của anh, với thủ gắn điểm cực kỳ hay. 29-44 là thằng này này, và đây mà đến cái thủ gắn đi. Có phải e được cái nữa không? Phải e. Ô, kẹt rồi, con cung nở đến đấy thì không thể phải e được. Vâng, đầu này lại đến được Hồng Anh. Đây là Hồng Anh. Thằng này 41. Đến từ cái thủ ngoại kia, phải e đi. Còn gỗ không? Phải hai cái, đúng rồi. Đóng được không? Đóng đi, đúng rồi, chết rồi đấy. Và Lớp chết rồi đấy. Đúng ca đúng rồi, chuẩn rồi. Rồi như vậy là toàn bộ xe đã nổ. Bây giờ thì vâng lại rong ca một tơn nữa. Ami tham ai 26 trời chết chỗ nốt nông dân này đi. Hà Lớp đã thất tham hoàn toàn rồi. Bây giờ thì sang đến lượt nhà Minh Loan. Đánh cứ đánh 2 hấp 1 thôi. Cứ đánh theo kiểu 2 hấp 1 thôi. 3 ca lại được rong ruồi và chém bảo kê. Chém bảo kê những con ca. Hồng Anh thằng này 39. Giờ thì đến với Vani 23. Và bây giờ thì tiếp tục quay lại với Hồng Anh 36. Có 3 con ca bảo kê. Con cũng là nhỏ lẻ một chút. Đi dài đâu sẽ bị chém hết đến đấy thôi. Để tiếp tục đến với Gandhi 23. Đây Hồng Anh. Ô, phù kìa. Rồi ổn rồi, bắt hết toàn bộ những con phù. Bắt một con chém rồi. Và tiếp tục sóc rất đều, sóc rất đều, vã. Rồi, ta đang phát động tối đa năng dụng. Đã nổ rồi, em ra. Vắt rất đều là đối thủ của anh, nhưng là gà của đối thủ của anh cũng nhiều.
Thái Hùng chờ xem. Đây là đi tham gia hơi khó cho các bạn. Đây là Hồng Anh. Hai đều và chúng ta cũng chuẩn bị đến với chung kết.